công ty tư vấn du học Inspiral. Nước Đức có rất nhiều ưu ái dành cho sinh viên quốc tế như là không mất học phí, sinh viên quốc tế được hỗ trợ như sinh viên bản địa vân vân. Tuy nhiên thì lộ trình du học Đức lại hơi khác so với các nước khác trên thế giới vì Đức có những yêu cầu và sự chuẩn hóa riêng. Chính vì thế trong video clip ngày hôm nay, Annie xin giải đáp những thắc mắc của các bạn về du học Đức. Các bạn cùng tham khảo nhé. Thứ nhất là học dự bị đại học là gì? Thì dự bị đại học tại Đức là khóa học chính quy tại các trường đại học ở Đức kéo dài 1 năm dành cho học sinh Việt Nam chưa tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, trong đó gồm các môn học tương ứng với ngành học mà các bạn đăng ký và môn tiếng Đức. Sau khi hoàn thành khóa dự bị đại học và thi đậu vào cuối kỳ thì các bạn sẽ được chuyển lên học đại học ở trường mong muốn. Thứ hai là thi test AS là gì? Test AS là bài kiểm tra đánh giá khả năng học đại học của học sinh quốc tế tại Đức. Qua kết quả kiểm tra test AS thì các bạn có thể đánh giá vị trí của mình so với các du học sinh quốc tế khác. Các đại học tại Đức có thể sử dụng kết quả này để ưu tiên xét tuyển. Thứ ba, thì vậy test AS là thi những gì? Thì các bạn có thể làm bài kiểm tra test AS bằng tiếng Đức hoặc là bằng tiếng Anh và mỗi kỳ thi sẽ bao gồm các phần sau. Phần thứ nhất là phần kiểm tra khả năng ngoại ngữ online trên máy tính khoảng 30 phút. Phần thứ hai là phần chính là phần kiểm tra viết khoảng 110 phút. Và phần cuối cùng là phần chuyên ngành cũng là kiểm tra viết trong vòng 145 đến 150 phút. Tiếp theo là có thể học chương trình bằng tiếng Anh tại Đức không? Câu trả lời là có rất nhiều chương trình học dạy bằng tiếng Anh tại Đức. Bạn có thể chọn chương trình học bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức. Phần lớn các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ đều có chương trình dạy bằng tiếng Anh 100%. Tiếp nữa là nếu xin visa du học Đức cho chương trình học bằng tiếng Anh thì có cần chứng chỉ tiếng Đức không? Câu trả lời là không, nếu xin visa cho chương trình học bằng tiếng Anh 100% thì bạn không cần có chứng chỉ tiếng Đức. Tuy nhiên, nếu biết tiếng Đức sẽ là một lợi thế của bạn. Tiếp theo là để xin vào học các chương trình học bằng tiếng Anh tại Đức có cần chứng chỉ IELTS hay không? Câu trả lời là có, bạn cần có chứng chỉ IELTS để xin vào học các chương trình học bằng tiếng Anh tại Đức với IELTS là từ 6.0 tùy từng trường. Tiếp nữa là học phí của các trường đại học tại Đức như thế nào? Học phí của các trường đại học tại Đức so với các trường đại học tại các nước khác khá là thấp và đa phần là miễn học phí. Tiếp theo là sinh hoạt phí tại Đức có đắt không? Thì mức sinh hoạt phí tại Đức khá là hợp lý, khoảng 450 euro một tháng đã bao gồm tiền nhà, ăn uống, đi lại, vân vân. Tiếp nữa là du học sinh quốc tế tại Đức có được phép làm thêm không? Thì theo quy định, sinh viên quốc tế tại Đức được phép đi làm thêm trong thời gian học tối đa là 140 ngày một năm. Tiếp là sau khi học xong, sinh viên quốc tế có bị bắt buộc về nước ngay không? Thì sau khi tốt nghiệp xong, các bạn được phép gia hạn visa thêm một năm nữa. Vậy thì xin thẻ cư trú tại Đức như thế nào? Nếu các bạn là du học sinh và muốn sinh sống dài hạn tại Đức để học tập thì các bạn cần có thẻ cư trú. Để xin được thẻ cư trú thì bạn cần có giấy báo nhập học, chứng minh tài chính, giấy đăng ký và hợp đồng bảo hiểm. Thẻ cư trú dành cho sinh viên quốc tế kéo dài 2 năm, do đó bạn phải gia hạn trước khi thẻ bị hết hạn. Khi gia hạn thì bạn cần có hợp đồng bảo hiểm vẫn còn thời hạn. Và câu hỏi cuối cùng là có giới hạn độ tuổi học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Đức không? Thì câu trả lời là Đức không giới hạn độ tuổi học thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên thì nếu như mà quá lớn tuổi mà các bạn đăng ký học thạc sĩ hoặc là tiến sĩ tại Đức thì cũng sẽ là một bất lợi cho hồ sơ xin visa du học của các bạn. Nên các bạn cần lưu ý nhé.
Trên đây là những câu hỏi mà Inspiral nhận được thường xuyên nhất về du học Đức. Annie hy vọng rằng sau video clip này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn cho mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspiral tại địa chỉ Tòa nhà Nam Việt số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua số hotline 0943556128 hoặc thông qua email info@inspiral.edu.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.